chị đến từ Học Văn Chị Hiền. Và ngày hôm nay chị muốn đem đến cho các bạn một thông tin vô cùng quan trọng. Bật mí, đây là một món quà mà Văn Chị Hiền chuẩn bị riêng cho các bạn 2K9. Một khối lớp mà đang đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị để hướng tới kỳ thi vào 10. Em có biết đó là món quà gì không ạ? Chị xin trân trọng thông báo và gửi tặng tới các bạn thông tin về khóa học chạy văn 2K9. Và chị sẽ là người đồng hành cùng với các bạn trong khóa học này để cùng với các em vượt sóng đón điểm 10. Vậy thì khóa học chạy văn có gì mà lại đặc biệt như vậy nhỉ? Đây được xem như cơ hội cuối cùng của các bạn 2K9, bởi chúng ta sẽ chạy lại toàn bộ kiến thức trong vòng 1 tháng rưỡi với những nội dung mà cần thiết cho các em để chuẩn bị cho kỳ thi vào 10. Bởi lộ trình của khóa học đã được nghiên cứu phù hợp với tất cả các bạn học sinh trên toàn quốc ở cả 3 phần: nghị luận văn học, nghị luận xã hội và đọc hiểu. Lộ trình của khóa học được chia ra thành 3 chặng. Chặng 1: chinh phục vùng biển kiến thức nền. Chặng 2: khai phá đại dương phương pháp chuyên sâu. Chặng 3: vượt ải sóng lớn với luyện đề thực chiến. Với hình thức học trực tiếp qua livestream, các em sẽ được tương tác trực tiếp với giáo viên và các bạn trong khóa học. Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả tiếp thu kiến thức, chúng mình còn được giáo viên và đội ngũ trợ giảng giải đáp thắc mắc 24/7 với mỗi câu hỏi. Đặc biệt, khi tham gia khóa học này, em không chỉ được cung cấp về kiến thức mà còn thường xuyên luyện viết từ các phần, các đoạn đến các bài hoàn chỉnh và được chấm chữa, nhận xét, hướng dẫn cách khắc phục đan xen trong quá trình học. Vậy với những lý do trên thì ai nên đăng ký khóa học nhỉ? Thứ nhất là những bạn chưa vững kiến thức nền, muốn học lại từ đầu. Thứ hai là những bạn còn yếu về phương pháp làm bài. Thứ ba là những bạn muốn đạt từ 8, 9 điểm trở lên. Và thứ tư là những bạn mà chúng ta muốn ôn cấp tốc trong thời gian ngắn. Có phải em cũng đang thắc mắc, vậy những quyền lợi khi em tham gia khóa học chạy văn này là gì phải không nhỉ? Đầu tiên, em sẽ được tặng miễn phí một cuốn tài liệu khóa học chạy văn mà chỉ học sinh trong khóa học mới có. Cuốn sách ấn tượng không chỉ bởi độ lớn của hình thức mà còn là độ lớn của nội dung kiến thức. Bên cạnh đó, em sẽ nhận được một bộ tài liệu khổng lồ, siêu chi tiết và cực kỳ chính xác, bao gồm cả kiến thức nền, phương pháp và các bài viết mẫu do đội ngũ chuyên môn của Học Văn Chị Hiền nghiên cứu và biên soạn. Em sẽ còn được đảm bảo quyền lợi, giải đáp thắc mắc và chấm chữa chi tiết đối với từng bài cho đến khi kỳ thi diễn ra. Các bạn ơi, mùa thi đang đến rồi. Bạn nào muốn đạt điểm cao thì hãy nhắn tin cho chị hoặc click vào trong đường link mà chị để ở dưới phần mô tả để đăng ký tham gia khóa học chạy văn cùng với chị vượt sóng đón điểm 10. Hẹn gặp lại tất cả các em ở trong khóa học chạy văn nhé!